Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, lãnh án 6 năm tù giam. Cái kết đắng cho những kẻ tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại khoản 2 điều 109 Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 đối với Nguyễn Thị Tuyết, 58 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết thường xuyên sử dụng điện thoại di động để đọc các bài viết và xem video livestream trên mạng xã hội Facebook có nội dung cổ súy về tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tuyên truyền, xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Do thường xuyên nghe các luận điệu xuyên tạc, lừa phỉnh, Tuyết đã bị tổ chức này tác động, lôi kéo và tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng. Bên cạnh đó, Tuyết còn tích cực tác động, lôi kéo, lừa phỉnh người dân tham gia vào hoạt động trưng cầu dân ý, xin cấp nhà, cấp đất nhằm khuếch trương, quảng bá cho tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, đối tượng lưu vong tại Mỹ, cầm đầu. Tại phiên tòa, mặc dù Nguyễn Thị Tuyết đã thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp các tài liệu, chứng cứ liên quan và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Tuyết cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe và cảnh tỉnh đối với những ai đang và có ý định phá hoại sự bình yên cũng như sự phát triển ổn định của đất nước. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 6 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn mang trong mình tư tưởng ảo vọng, chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân, sớm thức tỉnh để không vướng vào vòng lao lý.